Thời gian gần đây, mối quan hệ của nhiều nghệ sĩ Việt và con nuôi bất ngờ gây chốt trên mạng xã hội. Đặc biệt ồn ào giữa Phi Nhung Hồ Văn Cường đã tốn không ít giấy mực của báo chí cũng như dư luận. Sự việc vẫn còn nhiều ấn khúc khi VTC14 đã nhập cuộc mổ xẻ vấn đề nghệ sĩ và con nuôi trong sổ biết Việt. Mở đầu, biên tập viên đặt vấn đề, nghệ sĩ nhận con nuôi trong sổ biết Việt không còn là vấn đề xa lạ. Những ông bố mẹ nuôi này thường không chỉ nhận một con hay nhiều con mà có khi là rất nhiều con. Tuy nhiên đằng sau mối quan hệ này thực sự như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Thời gian gần đây, câu chuyện liên quan đến tiền cắt xê của một quán quân thần tượng ập nhạc nhí năm 2016 và mẹ nuôi lần nữa cho thấy việc nhận con nuôi của nghệ sĩ Việt không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Bỏ qua vấn đề về tiền bạc, ở một góc nhìn khác. Việc nhận con nuôi của nghệ sĩ Việt cần phải được khắt khe hơn thậm chí cần có sự thẩm định của giám sát cơ quan chức năng. Trong đoạn phóng sự dài hơn 5 phút, VTC mời ba khách mời là nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, báo Tuyền Phong, nhà báo Hà Tùng Long, báo Dân Việt và luật sư Phan Kế Hiển, đoàn luật sư Hà Nội đã đưa ra quan điểm chỉ thẳng vào vấn đề trong việc nhận con nuôi của nghệ sĩ Việt, đặc biệt liên quan đến tiền cắt xê của Hồ Văn Cường. Qua đó, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, báo Tiền Phong cho hay, đúng nghĩa là con nuôi thì phải nuôi một đứa trẻ từ khi còn bé, một cô chẳng hạn. Còn đây nhận nuôi một tài năng trẻ, có giải thưởng rồi, thậm chí là có khả năng kiếm tiền tốt hơn. Chữ con nuôi nghe tình cảm cao quý và có thể vì thế mà khi công chúng nhìn vào, có thiện cảm hơn giữa ngôi sao và con nuôi của ngôi sao. Có thể gọi đó là cách đánh lạc hướng của dư luận. Nhà báo mạnh hà còn chia sẻ thêm, tiền giải thưởng của hồ văn cường khi được quán quân, tại sao phi nhung lại giữ? Có thể gia đình hồ văn cường quá khó khăn. Bố mẹ Hồ Văn Cường có thể hơi hạn chế về pháp luật nên đã giao cho Phi Nhung hoàn toàn quản lý con ruột của mình. Nhà báo Hà Tùng Long khẳng định, việc cho rằng không nắm được con số, giao tất cả cho quản lý định đoạt hoặc giữ bao nhiêu lâu thì giữ rất khó tin, cô ấy không rõ ràng, dứt khoát, minh bạch về tài chính. VTC14 đã đưa ra ví dụ điển hình là Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất phát điểm đã vượt trội hẳn nhưng sau 5 năm đi hát, tiền cắt xê tiền thưởng 200 triệu lại do một quản lý nào đó cất giữ và ngay cả người mẹ nuôi cũng cho rằng không biết bao nhiêu và như thế nào. Phía gia đình nam ca sĩ cũng thừa nhận không biết thực hư số tiền là bao nhiêu và không hề ký kết một hợp đồng nào với công ty của người mẹ nuôi. Dù có hay không hợp đồng thì trong 5 năm vấn đề tiền bạc cần phải minh bạch. Bên cạnh đó, VTC14 cũng đưa ra ví dụ so sánh Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ nhí cũng xuất phát điểm từ chương trình tìm kiếm tài năng, cũng được nghệ sĩ nhận con nuôi, cô thăng tiến trong sự nghiệp, mua nhà mới cho gia đình và không trở ngại gì khi kết thúc hợp đồng. Còn câu chuyện vừa qua, mẹ nuôi lại lấy công dưỡng dục để đóng băng số tiền con nuôi kiếm được. Cuối cùng, nhà báo Hà Tùng Long cũng nói lên quan điểm của mình. Trong câu chuyện này, rất nhiều người kể cả tôi đã đặt ra câu hỏi Thế cuối cùng ở đây, con nuôi mẹ nuôi hay con nuôi, con nuôi lại mẹ? Liệu việc nhận con nuôi trong giới nghệ sĩ có phải là một nghĩa cử cao đẹp hay không? Hay là hành động ẩn sau đó là mục đích không trong sáng? Đến hiện tại, sau nhiều lời trần tình, trước sau bất nhất, Phi Nhung đã tuyên bố trả lại số tiền cho Hồ Văn Cường. Qua đây cho rằng, việc xa vào các mối quan hệ bố, mẹ nuôi luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường và trong nhiều trường hợp không ai biết ai nuôi ai và gây ra nhiều hậu quả khó lường.